chim. Mày ta! Giờ đi ta được chim không? Đi! Trời! Đi rồi! Em không trèo được! Bây giờ chắc là chắc cũng sẵn sàng rồi đấy. Chạy một điều! No. Quả này á, nếu mà để mà sức công phá của nó thì chắc là mình nghĩ là siêu kinh điển đấy. Bây giờ mình sẽ test là cho nói chung là sẽ test với cá luôn đấy. Châm phát quẳng dưới kia, mình sẽ chơi quả mạo hiểm luôn, để đến đây luôn đấy, quẳng xuống kia xem mà có con cá nào gọi là trương lên không nhá. Con chó kia. Cái gì nổ á? Mày thích nổ không? Pháo nổ kia mày. Anh ông Mai thế.
Chính nhảy nhanh quá rồi. Nhanh quá rồi. Biết. A few minutes later. Chung là hôm nay mình sẽ phải chôn thằng Máu Đệ một quả nhớ đời nữa. Tất quả nó là trứng gà này của nó sẽ chết với mình rồi. Đố mọi người biết đây là cái gì. Hôm nay là nói chung là mình sẽ chôn lại nó. Mọi người biết gọi là chôn kiểu gì không? Hôm nay sẽ cho nó gọi là mỏi tay rồi. À đâu, giữ lại một quả để cho nó đây mà. Trò này hơi bị thâm đấy. Dám chôn mình suốt ngày à? Đấy. Phải thật cẩn thận, không là hỏng hết bánh kẹo. À từ từ, gọi điện cho nó trước. Mấy triệu ở trên này đây nha, cố lên.
này, mày mà dùng tay cho đi một bát này, bay to mấy rượu của mày đấy, này một ổ trứng đúng cả kết của mày đấy nhá. Trời ơi, ơi. Này, đâu rồi? Cố lên tất cả ở trên đấy đấy. Thank you.
giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tamativi 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hoạt chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tamativi nhá. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt, hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhá. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá, hoặc là nhắn tin vào fanpage Tamativi Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.